Bắc Giang phát hiện thêm một ca dương tính với bệnh bạch hầu. Trước diễn biến nóng của dịch bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Giang, qua phân tích mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Mao Thị B, sinh năm 2006, quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa. Chiều ngày 10 tháng 7, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định có thêm một trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Ca bệnh là Bùi Hương G, sinh năm 1995, tạm trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thường trú tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. G là một trong 16 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Mao Thị B và là một trong 8 F1 có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm đầu tiên ngày 9 tháng 7. Bên cạnh đó, tình hình bệnh dịch bạch hầu diễn biến phức tạp tại tỉnh Nghệ An, Bắc Giang và đã ghi nhận ca ra đi mãi mãi. Nhằm tăng cường phát hiện sớm ca bệnh, cách ly, điều trị đúng, kịp thời và giảm tối đa số ca bệnh ra đi, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu các ca bệnh lâm sàng nghi ngờ, nghĩ tới bạch hầu cần được hội chẩn với tuyến trên để ưu tiên sử dụng sớm huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.